Phía bên ngoài ngõ vẫn còn các vị khách cũng như đoàn lễ tăng quyến trong đội tàu phòng Nguyễn Văn. Tôi xin hãy thông cảm cho gia đình tăng quyến và hãy tiến sát lên phía bên trên một chút để chương trình nghi thức nghi lễ dân hương của đoàn lễ phúng viếng đội tàu phòng Nguyễn Văn trong buổi chiều ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Vâng, để khởi đến chương trình nghi thức nghi lễ dân hương, xin kính mời một vị đại diện trong đoàn lễ phúng viếng của đội tàu phòng Nguyễn Văn sẽ lên thắp nén tâm hương và thực hiện nghi thức nghi lễ dân hương tân hoan của đoàn. Kính thưa gia đình trang chủ, kính thưa
tôi ngồi ông Nguyễn Văn Mai. Hôm nay toàn bộ nội tập họ Nguyễn Viết Văn và họ Dương Văn vô cùng đau xót, phải vĩnh biệt ông để chia sẻ nỗi đau thương không gì có thể bù đắp được với gia đình. Tăng thủ toàn bộ nội tập họ Dương Văn và họ Nguyễn Văn xin được nguyên bình cúi đầu trước mong linh ông Hương Hồn ông, cầu mong ông ít rất ngàn thu và cầu mong cho gia đình giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Xin cuối cùng xin cho toàn bộ gia tộc của họ Nguyễn và họ Dương xin mời gia đình một phút lặng miệng. Phút lặng miệng bắt đầu. Kính thưa các ông, các bà, anh chị em, nội tộc Dương Văn, tôi thay mặt cho đại diện cho gia đình Nguyễn Văn và Dương Văn, tôi thay mặt cho gia đình cũng không biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn tất cả tấm lòng các ông đã đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình. Trong dân tan ra bối rối, có điều gì sơ suất, mong tất cả các ông các bà lượng thứ cho gia đình. Và ngày mai đúng 1:30 là đưa ông anh tôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thì xin mời tất cả các ông các bà, đêm nay gia đình vừa tổ chức một đêm kèn, mời tất cả các ông các bà ở lại dự buổi đêm kèn cùng gia đình. Ngày mai đúng cũng 1:30 là tiễn đưa ông anh tôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Tôi cũng xin mời tất cả các ông đến chợ ăn trầu uống nước và đưa anh tôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Xin hết. Cút từng điểm, dây cút từng điểm xin được bắt đầu. Trong buổi phúng viếng của anh em bên ngoài, vậy là một tổ thất vô cùng lớn lao đã đến với gia đình thân quyến. Ông nhà đã mãi mãi vĩnh viễn ra đi. Cũng như trong buổi chiều ngày hôm nay, trong giờ phút biệt ly này, các ông, các bà, các bác cũng đã trở về đây, cũng như đại diện trong buổi phúng viếng của anh em bên ngoài, trở về đây thắp nén tâm hương và gửi tới gia đình tăng chủ lời sẻ chia đau thương nhất. Nên được sự cho phép của gia đình cũng như xin được đỡ lời cho bà bảo phụ cùng toàn thể các con các cháu của ông, xin đón nhận tâm hương của các ông các bà các bác và xin chân thành đã tạ biết ơn. Vâng, cũng theo phong tục tập quán quê hương của xã Quảng Châu, đêm ngày hôm nay bà bảo phụ cùng toàn thể các con các cháu của ông nhà có tổ chức trà nghĩa tới ông đêm kèn. Vâng, xin được truyền lời của gia đình tăng quyến xin kính mời toàn thể các ông các bà các bác hiện diện trong đoàn đại phúng viếng của anh em bên ngoài, xin hãy bớt chút thời gian chiều và tối ngày hôm nay ở lại gia đình tăng quyến đêm nay dự đêm kèn chia buồn cùng với gia đình tăng quyến, cũng như vào hồi 14 giờ buổi chiều ngày mai kết hợp cùng với ban quân dân chính đảng cũng như quân đội vòng ngoài sự buổi lễ tăng tiến đưa ông nhà về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Và sau đây xin kính mời phía đoàn chào đặc bản khách xin đất dư chầu về gia đình xin được đón tiếp cũng như gửi lời cảm tạ biết ơn. Và các cháu bên nội mà phải ngập ngùi tiếc thương. Vong linh hương hồn ông, vậy là đã đến phúng viếng cùng như nén tập hương cho buổi chiều buồn ngày hôm nay. Giờ đây với tình cảm là của các anh chị em ruột cùng với các cháu bên nội, vậy là nay thật vô cùng thương tiếc khi đã nhận được tin đau thương ông đã ra đi không còn nữa. Để rồi chiều ngày hôm nay đã đến phúng viếng giờ đây đại diện cho các anh chị em ruột cùng với các cháu bên nội xin được trở về đây về chiếc án tiền thắp tuần hương tưởng niệm
Và trong giờ phút đau thương chia đi vĩnh biệt này, xin các gia đình tang quyến cũng như vong linh hương hồn của ông, để cho đoàn lễ phung viếng thành tâm để giây phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Ông, các bà, các bác và các anh, các chị, nên đại diện trong đợt phung viếng của anh chị em ruột và các cháu bên nội cũng đã khép lại. Và xin được ở đỡ đời cho bà cò phụ cùng toàn thể các con các cháu của ông nhà xin đón nhận đến tâm hương của quý đoàn và xin chân thành đa tạ biết ơn. Với tình nghĩa anh chị em ruột cũng như các cháu bên nội đã trở về đây xin nén tâm hương kính viếng đã xong. Xin được ở đỡ đời cho bà cò phụ cùng với các con các cháu của ông nhà xin nào đón nhận đến tâm hương và xin kính mời toàn thể các ông, các bà, các bác sau khi đã thắp hương kính viếng đã xong. Ta mỗi người một nén tâm hương trở vào bên trong thắp tưởng niệm cũng như bái biệt tới hương linh của ông lần cuối, sau đó trở lại bàn trà sẽ biết sự chầu cũng như ở lại gia đình tang quyến giúp đỡ công việc tang lễ cho được ở vẹn toàn cho tới 14:00 ngày mai tiến đưa ông về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Xin chân thành đa tạ biết ơn.
để giờ phút chia ly. Âm dương cách trường trong thì em không gọi ông đây, nhớ khi vất vả cơ hạt vợ chồng gắn bó thì bát rau bát cháo ta vẫn cùng sẻ chia, đi bao năm qua đi vợ chồng ta vất vả, sáng nắng mưa chiều người vất vả bao nhiêu nhưng vợ chồng vẫn gắng gượng để nuôi cả con đã trải qua bao tháng bao ngày, ông ơi đã trải qua bao nắng bao gian lao vất vả tháng ngày, mà vợ chồng mình vẫn vượt qua. Giờ đây ông ơi, thì chỉ mong sao cho đến lúc tuổi ông ơi, đến lúc tuổi già được hạnh phúc bên các con các cháu của mình, để phụng dưỡng cha mẹ già thiệu lễ bỏ đi đâu. Ông ơi, mấy ngày hôm nay thiệu mệt mỏi thầy, cứ đầu ngày tám mách có thầy thuốc tốt thì mẹ con em vẫn đưa ông đi, ông đi có biết là đồng ý nam thường mẹ con em cũng đã chạy qua. Mong cho bài nhung thuyền giảm ông ơi, ông ơi để ông bên vợ bên con để dạy bảo cho các con các cháu của mình. Ngày hôm nay sao ông lại nhắm mắt xuôi tay, ông chẳng nói lên một câu một lời. Ngày mai con miệng ngon miệng ngọt thì em thời biết chia sẻ.
cùng ai đây. Mấy ngày hôm nay ông luôn mệt mỏi, mẹ con em này chăm sóc cho ông bao tháng thank you.
của toàn thể các con nhi. Cha ơi, dẫu biết rằng công lao cha vất vả, cha ơi bé thì cha bé cha những gì và chặt yếu quê hương các bọn tôi xin được xin lời cho bà bảo phụ cùng toàn thể các con cháu và người thân trong chân tuyến xin được trân trọng kính cha ơi. Dâng nén tâm hương, dâng hương dâng hoa và sau đó thực Trần Thị Tám, trưởng ban công tác mặt trận thôn 6 lên thắp hương tuyên viếng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chủng, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn 6 lên thắp hương tuyên viếng. Mời ông Nguyễn Văn Hiếu, hội trưởng hội nông dân thôn 6 lên thắp hương kính viếng. Ông Nguyễn Văn Mai, kính thưa các cụ, các bác, đảng viên đại diện cho đảng, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thôn, các vị tân quý khách cùng họ hàng bên nội bên ngoại, thưa gia đình tang chủ, những ngày tháng 6 năm 2024, nhân dân địa phương đang tập trung phòng chống mưa lũ và đang thu hoạch nhãn lồng Hưng Yên, thì chúng tôi nhận được tin ông Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1966 tại thôn 6 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, sau một thời gian mắc bệnh, ông đã được gia đình cùng y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, ông đã từ trần vào hồi 6 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2024. Ông hưởng thọ 59 tuổi. Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2024, cán bộ và nhân dân thôn 6 tổ chức thăm hỏi và chia buồn cùng với gia đình. Thay mặt ban tổ chức tang lễ trong thôn, tôi xin trân trọng giới thiệu trong đoàn gồm có cán bộ và nhân dân thôn 6, ban công tác mặt trận thôn 6, cán bộ hội viên hội nông dân thôn 6, cán bộ hội viên hội người cao tuổi cùng toàn thể các cụ và nhân dân trong thôn. Trong đoàn có mang thêm vòng hoa tươi, bó nhang thơm, thắp hương, lễ đặt vòng hoa
kính viếng hương hồn ông. Kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, cả cuộc đời ông từ khi cha mẹ sinh ra được nuôi dưỡng của gia đình, sau một thời gian ông trưởng thành xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ông chấp hành tốt mọi chủ trương pháp luật của nhà nước, bản thân trung thực hiền lành, họ hàng làng xóm ai cũng mến em, con cháu đến dự lễ đưa tang ông. Tôi thay mặt cho cấp ủy đảng cùng toàn thể ngành giới và nhân dân trong thôn xin gửi tới gia đình tang chủ lời thăm hỏi chia buồn đau thương nhất. Đến dự lễ đưa tang ông hôm nay cùng có các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân trong thôn, nhân dân tình làng nghĩa xóm, họ hàng bên nội bên ngoài, anh chị em con cháu có mang theo những vòng hoa mang dòng chữ. Cán bộ và nhân dân thôn 6 Kinh Viếng, ban công tác mặt trận thôn 6 Kinh Viếng, hội người cao tuổi thôn 6 Kinh Viếng, chi hội nông dân thôn 6 Kinh Viếng, nội tập Nguyễn Văn Kinh Viếng, họ ngoại Nguyễn Văn Kinh Viếng, gia đình ông bà Chiết Kinh Viếng, các thông gia An Tảo ông bà Hệ Kinh Viếng, các tập thể gia viên giáo viên mầm non xã Quảng Châu Kinh Viếng, và còn rất nhiều những vòng hoa đã được ban tang lễ và gia đình đón nhận ghi vào rổ tang của gia đình. Kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, trong giờ phút thiêng liêng đi biệt này, chúng ta đồng cảm với gia đình con mất cha, họ hàng bên nội bên ngoại, các đoàn thể mất đi một hội viên sớm chiều sum họp. Giờ đây ông Nguyễn Văn Mai không còn nữa, đã vĩnh biệt chúng ta. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chủ, chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn 6 lên đọc lời biếu kính viếng. Chú văn lễ tang. Đất nước đã bao năm chiến đấu anh hùng, tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay biết bao huy hoàng rực rỡ. Quê hương làng xã ngỡ ngàng đổi thay, toàn dân đoàn kết một lòng xây dựng nếp sống ngày càng văn minh. Thôn làng đã làm đổi mới, mở mang nhiều nghề nghiệp làm giàu, nhãn vườn ngô bay ruộng dâu, quê hương chủ phú muôn màu xanh nhà tương. Đường thôn xa đã bê tông hoa, người với xe tấp nập lái qua, truyền thanh xã vang vang tiếng loa, mang lời nhắn đến mọi nhà muốn tin. Làng văn hóa ta đang thực hiện hát về sống đổi thương tình người ta, thương gần rồi lại thương xa, xa rồi để nhớ nhớ mà viếng thăm là rồi. Với vòng hoa thắm viếng hương hồn gầy, thương hồn người ở đâu đây có nghe tiếng trống tiếng kèn khóc than, ngập mùi bia bán nhớ nhung anh em con cháu lệ sầu xót thương. Âm dương như cách biệt từ đây, tây phương cực lạc hồn về quý tiên, tiến người yên rất ngàn thu. Nay vĩnh biệt, sau đây tôi đề nghị mọi người có mặt tại đây để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Phút mặc niệm xong. Thôn, tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ
các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thôn, nhân dân tỉnh làng nghĩa xóm không quản ngại thời tiết đến thăm hỏi và dự lễ đưa tang ông hôm nay. Xin trân trọng mời một vị đại diện cho gia tang lên phát biểu. Ban lãnh đạo, kính thưa đảng và chính quyền nhân dân trong thôn, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, nội tộc, ngoại tộc, thông gia, bà con lối xóm gần xa. Anh tôi không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, không qua khỏi. Nay anh tôi mất đi đã được nhiều được đều anh em được chia sẻ sự mất mát với gia đình chúng tôi. Tôi thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà biết vĩnh biệt anh tôi đến đi xa. Xin mọi người bớt chút thời gian tiễn đưa anh tôi về bữa ăn nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có nhiều điều gì thiếu sót, xin được lượng thứ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Khi đưa anh tôi về, anh tôi xong, xin tất cả các cụ, các ông, các bà về nhà ăn trầu uống nước để chị em chúng tôi có lời cảm ơn. Xin em. Tôi xin tuyên bố buổi lễ đưa tang của ông Nguyễn Văn Mai được cử hành bắt đầu. Xin mời toàn thể nhân dân vào đưa bàn án và đưa linh cữu ông.